tin trước những sai phạm mới của nhà máy gang thép Formosa. Hội công lý cho nạn nhân Formosa JFFV vừa chính thức nộp đơn khiếu nại tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tin từ Geneva, trước những bằng chứng mới đây về việc công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh tiếp tục xả thải hóa học độc hại vào biển và hàng triệu tấn thải rắn lan trang, thay mặt cho hàng ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng vì thảm họa môi trường Formosa. Hội Công lý cho nạn nhân Formosa đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để tố cáo những vi phạm môi trường của công ty Formosa qua việc xả thải làm cá chết và ô nhiễm môi trường và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề bồi thường cho nạn nhân. Được biết, đơn khiếu nại gồm hai văn bản. Văn bản thứ nhất gồm 20 trang, nêu sáu vi phạm trầm trọng của nhà nước Việt Nam bao gồm vi phạm quyền được sống trong môi trường bình an, trong sạch và lành mạnh, quyền hưởng thực phẩm sạch và lành mạnh, quyền được làm việc và phương tiện sinh sống, quyền được biết những thông tin và quyền được phát biểu, quyền tự do lập hội và quyền khắc phục những mất mát một cách hữu hiệu. Đường tố cáo cũng yêu cầu ủy ban nhân quyền Liên hiệp Quốc hãy khuyến cáo và trừng phạt nhà nước Việt Nam nếu họ không thực hiện những điểm sau đây thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu và đòi hỏi việc bảo đảm cho tất cả nạn nhân phải được đền bù xứng đáng về những mất mát vật chất cũng như tinh thần. Thành lập một ban điều tra độc lập gồm có những chuyên viên quốc tế tham dự để tìm hiểu ngọn ngành những gì đã xảy ra và ai là những người phải chịu trách nhiệm. Thành lập nhóm làm việc của Ủy ban nhân quyền để tái đàm phán với công ty Formosa về tiền bồi thường cho nạn nhân một cách công bằng nhà nước cộng sản việt nam phải lập ra những luật lệ bảo đảm về môi trường và sự thanh tra chặt chẽ nhà nước việt nam phải thường xuyên kiểm soát và đánh giá sự an toàn của nước thả lập tức và vô điều kiện các tù nhân lương tâm cũng như bảo đảm quyền phát biểu của người dân thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế độc lập và chuyên ngành về những chất độc và những dung dịch độc hại để theo dõi tình trạng an toàn của nước để bảo đảm người dân có nguồn thực phẩm hải sản an toàn yêu cầu chính phủ Việt Nam đưa ra những đạo luật với những hình phạt nặng nề đối với những người vi phạm để phòng ngừa những thảm họa môi trường như Formosa không thể xảy ra. Văn bản thứ hai dài 18 trang có nội dung tương tự và được gửi tới các ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để thành lập những ủy ban điều tra. Theo thủ tục, ủy ban nhân quyền sẽ cứu xét và sẽ có thư trả lời cho hội JFFV về vấn đề của ủy ban điều mà hội FFV mong mỏi là ủy ban nhân quyền sẽ lập một nhóm điều tra để nếu họ tìm ra những vi phạm, họ sẽ có đưa ra những quyết định khuyến cáo hoặc trừng phạt tùy theo mức độ vi phạm. Được biết vào tuần tới tại Đài Loan sẽ có một cuộc họp báo lớn có liên quan đến các vi phạm của Formosa. Chúng tôi sẽ có phóng viên đưa tin về Hoa Kỳ từ Đài Loan.